Hello mọi người, chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm bữa game mới ra gói trang phục mới để mình review cho mọi người xem nha. Trong cửa hàng đang bán gói bá tước và bá tước phu nhân nè mọi người. Theo như quảng cáo từ nhà phát hành thì đây là bá tước phu nhân Dimitri, bông hoa của giới quý tộc Vương quốc PT. Còn đây là bá tước Dimitri, nhân vật quan trọng của Vương quốc PT và cũng là chồng của bá tước phu nhân hay sau đó mọi người. Gói bá tước này bán với giá 79k bao gồm 3 món trang phục. Mình hết tiền mua mì tôm và uống nước lọc sống qua ngày rồi nên là mua một gói được thôi. Mình sẽ mua gói bá tước phu nhân này nha mọi người. Gói này bao gồm tóc giả bá tước phu nhân, phụ kiện tóc bá tước phu nhân, đầm bá tước phu nhân và cuối cùng là giày bá tước phu nhân. Gói này bán với giá 99k đắt hơn gói bá tước kia 20k. Gói này mình mua rồi để mình mở cho mọi người xem. Mình mua qua Alipay với giá 77.200 đồng và được tặng thêm 15 kim cương đó mọi người. Rồi ok, để mình mở cho mọi người xem nè. Rồi ok, để mình mặc vô cho mọi người xem nè. Theo mình thấy thì bộ này cũng đẹp đó mọi người. Với giá 99k thì như vậy là ổn rồi. Mọi người thấy trang phục bá tước phu nhân này như thế nào bình luận cho mình biết nha. 7.999 điểm tiệc trò chơi rồi nè mọi người. Một điểm nữa là lên 8.000 điểm tiệc trò chơi rồi. Chắc mình sẽ cày lên 9-10k điểm luôn. Nói chung là cày được bao nhiêu thì cày, còn chơi game là còn cày nha mọi người. Rồi, ok, giờ bá tước phu nhân Thùy Mị Netna này sẽ vô tiệc trò chơi múa cầu kính lên 8.000 điểm cho mọi người xem nè. Let's go!
We'll be right back.